cậu đi Mỹ rồi ông ngoại có buồn phải không? Ừ. Rồi nhỉ ông ngoại nhỉ có giật mấy cậu lại nữa không? Dạ. Sao mấy cậu mày lại mấy dẫn đi Úc nó cho nhà ở đó. Úc nó cho nhà ở tạm á, thì lên ở đó ở trong thời gian cũng lâu rồi. Mấy tháng rồi. Sau này mấy cậu mày lại thôi mướn nhà ngoài ở, trả cái nhà của Úc cho ở, trả lại Úc. Cậu đi tới đảo bỏ nó. Hồi lúc ông ngoại ở Việt Nam á, ông ngoại ở tỉnh gì? Kiên Giang. Tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang là giá hả? Giá hả? Ông ngoại ở Hòn hay là ở đất liền? Ở Hòn. Tên gì? Hả? Hòn nó tên gì? Hòn này, Hòn An phải không? Hòn An này ở. Hòn An. Hòn An. Dạ ông ngoại. Ở làm cào. Ông ngoại làm cào hả? Ừ. Chứ ghe cào á, cào. Ông ngoại có đất ở đó phải không? Ừ. Đất lớn không? Đất lớn mà. Đất đó thì ở trong Hòn trong. Dạ. Đất lớn lắm. Ở chỗ ở Hòn trong đất ông ngoại lớn hả? Ừ. Đó má mày nhờ cái tụi gì đó làm giấy tờ nó lấy đất lợi đó kìa. Mày thấy giấy đó chưa? Thấy rồi. Ông ngoại lúc ở Việt Nam ông ngoại làm lưới phải không? Làm cào với cái cào. Cái cào. Làm khá không? Làm khá mà làm nuôi sống làm cào không đó. Ông ngoại làm một mình hay là đi với mấy người? Đi với mấy cậu mày mà. Vậy lúc đánh giặc á, ông ngoại ai tính đến qua nước Úc trước? Tao tính không à. Ông ngoại tính hết hả? Ừ. Ông ngoại có sợ không? Sợ gì mới chạy rồi sợ chứ nữa. Ông ngoại kể cái chuyện hồi lúc ông ngoại ở Việt Nam trốn đi ghe, kể coi. Bữa tối hay bữa sáng? Dạ, buổi nào không biết không? Buổi nào cũng ngược đi thôi, xuống ghe đi, giật chạy mà. Thì kể thôi, kể làm sao, có sắp xếp làm sao? Đi chạy tản cư. Ông ngoại chạy mày cơ. Còn cậu ba mày á, nó không dám chạy cơ, chạy theo đất liền, chạy cặp bờ đi đó. Đi xuống dưới tới dưới ấy nó bị tụi Mã Lai nó bắt. Nó bắt đánh đập nó giật tàu nó thôi. Còn ngoại bị đi chạy đường khơi ngoài này nè, đâu có ai mà bắt được. Ngoại sợ không? Sợ chứ không sợ. Sợ không chạy khơi đó. Còn cậu ba mày không biết chạy cặp bờ không mà bị. Cậu ba nào? Hào đó. Bị bắt hả? Bị bắt, bị tụi Mã Lai nó bắt. Bị chạy cặp bờ đó. Nó bắt nó lấy tàu. Nếu đánh đập thì tới chết nè. Chết không? Chết. Cậu ba Hào là ai vậy? Hào em của ông Dư á. Tại vì ông ngoại không có đi cặp bờ, ông ngoại đi ngoài. Ông ngoại thì ngoại đi bài khơi, ngoại không chạy cặp bờ. Còn cậu ba thì chạy cặp bờ, nó không biết chạy cặp bờ. Rồi Mã Lai nó bắt nè. Ngoại hên quá ha. Ừ, tại đi bài khơi không mà. Sao ông ngoại biết đường đi? Không có biết mới đi khơi, đi bài khơi chạy đại thì không biết đường nữa. Nhiều khơi tới chạy tới ngoài khơi đi qua bờ đụng cái bờ bên kia bên đó vô đó ai về cái bờ đó là bờ Mã Lai đó. Ông ngoại đi mấy ngày mấy đêm biết chạy bảy ba vài chạy hoài nhớ không mấy ngày mấy đêm không biết không nhớ rồi. Giờ đồ ăn sao đó bụng ai ăn cái gì Mã Lai nó không phải lúc ông ngoại ở trong chiếc tàu kìa. Trong chú tàu thấy gạo trong tàu ăn gì vậy? Đem gạo theo ăn gạo. Có đem gà heo theo không? Ừ. Có đem không? Có. Đi từ Việt Nam đi Mã Lai mấy ngày? Đi được mấy ngày biết không? Chạy mày khơi rồi bỏ bờ mù mình không chạy cặp bờ mà. Cậu ba mày không biết chạy cặp bờ bị Mã Lai nó bắt mà.
nó lấy tàu đánh đập tới chết. Tôi đi mà khơi có ai bắt được, chạy từng tuốt rồi mà khơi có ai chạy đâm qua bờ máy lại bệnh á. Tại sao ông ngoại không ở Việt Nam? Ở gì thì cộng sản nó giống mấy người kia, giống như mấy cộng sản nó giật nước mà ở gì. Giờ mấy còn mấy người giống như ông nội và nội con còn ở đó, sao ngoại không ở luôn? Ở đâu? Ở Hòn. Đâu đi hết trơn ở Hòn gì nữa. Ông nội và nội con ở Việt Nam đâu có qua nước đâu. Ừ, biết đâu. Ngoại mà không có đi ở ngoài Hòn mà. Tại sao ông ngoại không có ở ngoài Hòn chung? Tao không muốn ở, ở rồi bị cộng sản đó. Ngoại mà ở Hòn Nghệ. Không chịu ở, bị cộng sản nó ghét làm giờ nó đi, chạy. Ngoại có chuyện gì ông ngoại nhớ cũng kể mình không? Nhớ sao không nhớ? Kể thôi. Ngộn nhiêu đâu cái gì đó. Thì ông ngoại bỏ hết tài sản của ông ngoại qua đây. Ừ, bỏ hết. Tất cả bỏ hết. Bởi vì giờ má mày mới là làm đồng giấy tờ đang mà lấy đất ra rồi đó. Thằng cha làm đất đó nó chịu bảo đảm nó làm cho. Sao nên ngoại có tính về Việt Nam ở không? Rồi ông ngoại ở đây không có tính về Việt Nam ở đâu. Tại sao? Việt Nam trước cũng sáng mà nó ghét trong cả mà ở gì. Ông ngoại có cái gì muốn kể nữa không? Không. Tôi để nó ở yên tâm là ở trời ở hai mấy năm ở đất Úc rồi đó chị. 27 năm rồi. Ừ, hai mấy năm nữa chị. Tuổi đào. Rồi lúc ông ngoại ở qua được nước Úc á, ông ngoại làm gì?